Dạ vâng, xin kính chào tất cả các bác nhé. Đây thì hôm nay nhà em lại tiếp tục đóng cây giống gửi đi cho các anh chị. Thì đối với những cái cây giống bồ kết các bác ở xa thì em sẽ đóng đơn em gửi qua cái công ty vận chuyển là công ty bưu điện nhau nhé. Thì một cái cây bồ kết giống ghép như thế này thì nhà em sẽ bọc bầu cẩn thận kỹ lưỡng như thế này. Đấy, sau đó là em sẽ cuốn vào bìa cắt tông. Đấy, mỗi một cái bầu thì em đều bọc băng dính như này để tránh cái tình trạng là nó bị vỡ bầu nhau nhé. Sau đó là em quấn bìa cắt tông vào và một lượt bên ngoài thì em sẽ đóng bằng cái bẹ chuối. Đấy, đóng bằng cái bẹ chuối ôm xung quanh và lại một lớp bìa cắt tông nữa bên ngoài. Thì cái bẹ chuối này mục đích là đóng để cho nó mát cây và nó không bị chết cây nhau nhé. Đấy, hàng đi thì các bác yên tâm là nhà em hàng gửi đi thì là đảm bảo 100%. Cái quá trình gửi đi thì nếu mà những cái cây nào các bác về trồng nó bị long bầu vỡ đất mà nó chết thì nhà em sẽ gửi bù cho tất cả các bác. Thì ngày hôm nay thì cũng được một số anh chị ủng hộ thì ngày hôm nay em cũng đi được mấy trăm cây. Về cái thông số của cây thì cơ bản là một cái cây bồ kết kép như thế này thì nó cao khoảng dao động từ 45 đến 60 phân. Cái mắt ghép thì nó cũng đã thoát ra được từ 8 đến 15 phân như thế này rồi. Tóm lại cây rất khỏe đẹp, bầu rễ ổn định nhau nhé. Anh chị nào có nhu cầu về cái cây giống bồ kết ghép thì có thể liên hệ với em Dương qua số điện thoại bên góc phải màn hình nhau nhé. Nhà em thì hiện tại trên vườn thì cũng còn rất nhiều cây đẹp, xanh đẹp, đủ điều kiện để xuất bán cho các bác.